Mọi người hỏi là nồi chiên hơi nước Dingo Direct 16 có dễ vệ sinh như lời đồn hay không? Thì câu trả lời là dễ lắm nha mấy chị nha. Sẵn tiện thì em vừa quay một con gà xong thì quay luôn video vệ sinh cho chị em xem. Mình quay gà thì dầu mỡ nó sẽ bám hai bên thành nồi nè, phía dưới nồi và cả trên thành mâm xoong nữa. Mình sẽ dùng cái chai chuyên dụng để vệ sinh trong nồi chiên không dầu. Mình chỉ cần xịt cái dung dịch đó lên vết bẩn rồi mình sẽ dùng khăn ướt lau. Mình lau phần dưới, phần trên và cả dây mai son nữa. Mọi người nhìn nè, bây giờ là mình lau cũng đã sạch khoảng 80% rồi. Phía dưới vẫn còn bám một ít vết bẩn cứng đầu thì mình không thể chùi được. Thì cái nồi này nó có cái chức năng là khử khuẩn. Mình sẽ chọn chức năng khử khuẩn, nó vừa làm mềm các cái dầu mỡ cứng đầu, nó vừa khử khuẩn luôn cả cái nồi của mình luôn, nên rất là sạch sẽ. Nếu mà muốn thơm tho hơn thì mình cho vài lát chanh vào, xong mình bấm cái chức năng khử khuẩn nha mấy chị. Mình vừa khử khuẩn xong thì bây giờ là mình sẽ lau lại một lần nữa là xong rồi. Cái nồi này lúc mới vệ sinh xong thì nhìn khói vậy đó, nhưng mà khi mà mình mở nắp ra một chút mới làm thấy cái nó đã nguội rồi. Lúc này mình có thể lau được và nó không có quá nóng đâu. Thì bây giờ mình sẽ lau phần trên, phần dưới hai bên nồi và trên cả dây mai son nữa là sạch tưng rồi nha. Nên cái nồi này nó dễ vệ sinh lắm nha mấy chị.